me quedé sin. Anh thường đổi luôn à? Ờ đổi rồi, ôi trời ơi, chứ tại vì cơ bản là em good. Em ok. Em tuổi là em có một dáng cho nó không có khách chơi nó không có phòng này. Thằng mèo sinh được mỗi tôi thì thà mày đi ăn vàng với mèo sinh cho nhanh. Em nhớ cô Hiền sao hộ hâm cô không biết nhắn luôn mà. Tết người ta bao việc. Ờ, cô ấy tình cũng chăm sóc thú cưng ấy. Có 2 triệu thôi anh ạ. Đặt làm 2 triệu mấy ngày đồng quà tê. 10 ngày 200 nghìn một ngày, 10 ngày là 2 triệu. Thế là rẻ rồi. Vãi, không rẻ đâu. Như lộ tiền ấy. Đấy là nó cả bao à, ăn cho ăn cứ đúng không? Go for the arsenal. Xe nhà em sao đi được anh? Nhà em sẽ tải mà. Ủa cho nó lên ghế ngồi ấy. Lên ngồi chỗ tài xế. Hả? Bật nó lên chỗ tài xế. Nhà em bác sẽ khách đi về quê cơ. Thế chỗ. Giá thuê xe rồi. Nó không giống với giá xe hơn triệu mà tắt đâu. Giá thuê xe và kia nó khác nhau. Nhưng mà cơ bản là nếu mà tăng trong ngày thì nên đi ở đấy. Thuê xe một ngày thì đây thuê coi như là triệu mấy đấy. Bắt đầu tiền cọc cái chứ đi xe lắm. Mày phải cọc á, thuê xe lái riêng phải cọc xe chứ, phải cọc tiền xe chứ. Còn biết không nói chứ còn thuê xe thì cọc tiền xe, cọc nhất phải 2-3 mấy chục nghìn. Nhìn về đây. Chiều
chiều 29 cháu qua ông bà nhắc cô nhé. Chịu rồi. Thế chiều 29 nhắc cô nhé. Nhưng mà cô phải trong hộ cháu 3 ngày. Mùng 3, mùng 4, mùng 5 nhắc cô nhé. Ok nha mọi người. Đã xong. Nhắc cô nhé, bye bye cô. Vâng, chút nữa. Tôi trông mèo hộ cho nhưng mà phải gọi nhà trông bà. À, chị ơi. Cơm mèo thì không nhỉ. Hai cái nút này nha mọi người. Đây là hai nút công tắc của em. Cho nên là kiểu quên anh em nhá. Cô còn không cần tiền cơ. Áo ai. Cô quật cái gì? Cô quật cái gì? Lấy tiền tận mấy trời. Cô tuột. Tự nhiên lại đi lấy tiền. Ý là ai nhớ mà. Ok nha. Killing spree. Tết
đánh cả tôi chết rồi. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Chick Suan.
Chicken và sườn. Chicken mà thôi. Nói luôn sườn mất công anh lại bảo là lúc nào cũng chicken. Nên phải thay đổi ngay. Sườn từ năm ngoái đến năm nay rồi. Đúng rồi đó. Chanh cũng được. Mắm mè ngoan. Cảm bụng em bụng đói là em sẽ ăn được. Tươi là me gì? Cái me mà dùng đồ chuột. Lần trước anh dùng đồ chuột. Mi nó chơi 4 thằng quay 1 thì đỡ thì đéo không được. Mày nhìn cho ai có tác dụng thì mày hồi sinh ghê. Tao lại trước. Hành vi thiếu chuẩn mực, cố ý thua trận, tao lắm. Nhưng mày thì no. Yêu hộ mấy hồi sinh cho tao được phần nào. Ba no ba ca rồi đóng vào đi anh, ô nhiễm không khí đấy. Anh mở cái đấy phát bên này gió nhiều lắm, đóng vào đi anh. Anh mở cái đấy gió đầu này nhiều lắm. Nhưng mày chỉ bằng mấy đúng không? Hai mấy thôi. Ủa? Bây giờ một hai mấy chưa? Quay cả chiều có 21 thì lên hai mấy thôi mà. Ai rồi, người có nhiều thời gian video khác ha. Ok. Hai, đây không được đi tắm đây. Resources here. Ok nhỉ. Thế trời. Mặc dù là sân này chỉ là ngồi như này thôi. Còn làm quay đâu. Thanks. Tám có được gội đầu đâu. Trời ơi. Về tắm rồi à mọi người. Mình sẽ về tắm nhí. Ok. Đứng dưa đi mọi người, không nói gì yếu.
Resources here. Bắn nó. Chúng ta hay dùng cái có sẵn. Mưa lạnh không? Đến đây có lạnh không? Mưa luôn, mưa phủ nha. Chịu rồi. Mưa bài đấy. Vấn đề là mưa mình mà gọi nó vào để chúng nó bùng dễ lắm. Còn mưa quá thì tao lười. Bộ cũng nặng lắm. Tên năm nay rủ ít ít rồi nhiều xảy lắm rồi, tên năm nay bọn quân đi về nữa, trời ơi nó đông. Still on cooldown. Yo. Dạ. Anh không xem video đấy à? Người ta phải thích hàng quá. Cũng còn có xem chồng ba mình thì phải luôn. Tốt rồi. Ủa. 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 À. Tốt rồi. Rồi.
anh đứt tóc đi dài. Ok. Tóc máy chắc không dài. Không phải thế, chắc chắn. Tốt rồi. Ui, nó bắn đi thì chịu, 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 chịu. Ok. Ok, lại vừa xinh rồi. Ok nha mọi người. Ngày đây là bức tranh của mình được các Techstar đóng giả sắc lại của thể đi sinh đạo của mình đã thành sắc lại mọi người. Người có thể tham khảo bức tranh của mình có một mọi người để tự sáng tạo em lên hay video tiếp theo. Ok. Rồi. Này phải trong này nữa. Bon thôn mất rồi, mất suy nghĩ rồi. Mặc dù đây vẫn có đồ mà nó cũng xịn. Need equipment. Con đồ hai à? Áp lực, áp lực. Đâu vậy? Hơi chịu rồi. Không biết nó bắn từ đâu sao đấy. Bỏ tay. Bỏ tay. Tại hạ xin giơ tay đầu hàng. Ok, lại phải đợi hồi sinh thôi. Đi đâu có xuống. Ồ, đẹp. Tiểu. Bướm đẹp đất. Bắt
Ok nha mọi người. Ok nhé. Đang đòi vệ sinh và đồng đội cứ đứng ở mày chịu. Mình muốn giết một người. Tên này đẹp đồ. Tên này đang bị kiếm đồng đội. Tên này đang bị nắm. Don't worry.